Chúng ta đang học về những đức tính của một người theo Chúa. We are studying the characteristics or the traits of a Christian, a person who follows God. Và những đức tính này có liên hệ với nhau và nó thăng tiến theo cấp bậc. And these characteristics and these traits are interrelated with one another and they progress in degrees. Cái điểm cần thiết đầu tiên của một người theo Chúa là người đó biết mình nghèo khó trong đời sống tâm linh. The first step in a person who wants to follow God is to admit that he is or she is poor in spirit. Mình không có gì, mình không đáng được gì cả, cho nên mình cần điều đó. We have nothing at all, that's why we need it. Và vì cớ cái người đó thấy được mình thiếu và mình cần và người ta thấy sự bất lực của mình, người ta bắt đầu than khóc. And because that person sees that he has and she has nothing, he is and she is in need and she is and he is unable, that's why she or he begins to mourn. Chúa nói rằng phước cho những người có lòng khó khăn trong tâm linh vì những người đó sẽ được nước thiên đàng. Our Lord said, blessed are those who mourn, those who are poor in spirit because they will have the kingdom or the kingdom is theirs. Chúa nói rằng những người than khóc trong tâm linh sẽ được phước. Blessed are those who mourn in their spirit. Vì họ được yên ủi. Because they will be comforted. Vì họ được chính đáng yên ủi làm phần của họ. Because they will have the comforter as their portion. Và bây giờ chúng ta đến một mức cao hơn nữa. And now we are going into a higher degree. Và cái mức này chúng ta có thể hiểu được khi chúng ta thấy cái phước của câu thứ tư và cái phước của câu thứ năm. And we will be able to understand the meaning of this verse when we understand the meaning of the blessings in verse 4 and verse 5. Trong câu thứ tư nói rằng những người than khóc. In verse 4 it is said, blessed are those who mourn. Trong câu thứ 6 nói rằng đây là những người đói khát sự công bình. And verse 6 it said, these are people who hunger and thirst for righteousness. Một bên là cái người đó thấy mình thiếu thốn và bất lực cho nên người đó khóc than cho khổ cái nỗi khốn khổ của mình, bất lực của mình. On the one hand, a person is in a situation where he recognizes that he's poor and he mourns for his situation. Và khi người đó hướng về bên kia thì thấy rằng họ cần sự công bình, họ ước ao sự công bình và họ mong được sự công bình đó. And looking toward the other side, beyond, he sees the need of righteousness. He wants to have that kind of righteousness. Và Chúa nói rằng những người đứng đó là những người bây giờ là những người nhu mì. And the Bible tells us those people are those who are meek in their heart. Nhu mì là một đức tính của một người biết phần của mình trước mặt Chúa. To be meek or to have the characteristic of meekness in a person is that a person recognize his lot, his fate, his portion before the Lord. Bây giờ quý vị có thể biết xem thử mình nhu mì đến mức nào. You can test and see how meek you are. Cho nên bây giờ tự mình chúng ta sẽ trở lại đặt mình trong một điều kiện như thế này. So let us put ourselves in a situation which is like this. Trong những hội thánh mà đã theo gọi là high church, trong những hội thánh mà có những giáo điều, có những bài đọc đó, thì có những câu nói rằng tôi là một tội nhân kinh khủng bỉ ổi lắm. In high church, just would have creeds which we follow the readings such as I am a wretched sinner. Và trong những hội thánh mà không theo những cái quy củ, những cái lối mà hình thức như vậy, thì chúng ta cũng có những người đến như người thâu thuế đóng ngực nói rằng lại Chúa, con là một tội nhân bỉ ổi, đáng trách, không có đáng gì cả. And in churches where there are no pre-formulated creeds, there are also people come to God and pour in their heart, just like the public and the tax collector. I am nothing, I need your help. Bây giờ mình tưởng tượng quý vị là một người đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con không đáng gì, con là một tội nhân thật xấu xa, bỉ ổi, không có ra gì hết. Suppose you come to God and say, oh God, I am nothing, I am a wretched person, I am a sinner, I am nothing before you. Và quý vị thật lòng nói như vậy. And you say that with all your heart. Rồi bây giờ quý vị bước khỏi thánh đường này. And then you walk out of this temple of this church. Rồi một người trong hội thánh đến gặp quý vị. And then another person from the church comes to see you. Nói rằng tuần vừa rồi ông sống như một tội nhân bỉ ổi. Last week you lived as the greatest sinner on earth. Tại sao ông sống tệ như vậy? Why did you live such a life? Bây giờ quý vị nghĩ quý vị sẽ phản ứng với cái lời đó thế nào? How would you respond to that comment? Quý vị xem thử cái mạch, cái sức adrenaline của mình, cái máu của mình có sâu sùng sục trong người không? How can you handle your degree of adrenaline? Nếu quý vị your trước blood. Lời nói chỉ trích của một người đến với mình nói sự thật về cái t-
tình trạng của mình tuần trước như vậy. Before the criticism of a person who came and challenged you for what you live in the past week. Và nếu quý vị là người khiêm nhường, quý vị sẽ nói rằng đúng như vậy, tôi là một tội nhân bỉ ổi đáng khinh trong tuần vừa rồi. If you are a meek person, you would say, you would admit saying, yes, I was a sinner. That's the way I lived that last week. Và tôi trước mặt Chúa tôi nhận như vậy, và trước mặt anh, trước mặt chị tôi cũng nhận tôi như vậy. And before God I confess to him. And before you I also confess to you. Và nếu quý vị có được như vậy, quý vị đang là người khiêm nhường. And if you have that kind of attitude, you are indeed a meek person. Nhưng mà nếu máu quý vị sôi sùng sục và tìm cách bào chữa, tìm cách chống đối. But if your anger flared up and you try to defend yourself. Là nói ông hay là anh chị là ai mà dám nói tôi như vậy? Who are you that criticize me? Thì quý vị đã chưa thấy được cái ý nghĩa của cái đức tính khiêm nhường này. Then you do not see the meaning and the characteristic of this meekness. Người như mì là người trước mặt Đức Chúa Trời cũng như trước mặt người khác vẫn một lòng trung kiên, đồng nhất như vậy. A meek person is a person who before God and men alike is consistent the same way all the time. Và vì cái đó chúng ta phải làm thế nào để định nghĩa hiểu được cái chữ nhu mì Kinh Thánh nói ra ở đây là thế nào? So that's why we need to have a clear definition of what the Bible means by the word meekness. Cái ngôn ngữ nó bất toàn, không có cái gì là nó tuyệt đối để có thể truyền thông cho mình 100% cả. Languages are imperfect in the sense that they cannot convey the total meaning of what is behind the term. Và quý vị sẽ thấy điều này khi quý vị tìm cách diễn dịch hay là thông dịch từ một ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác. And you will see this imperfection indeed when translation is involved. Ngay cả cái tiếng mà trong nguyên văn nói về cái chữ nhu mì này thì trong tiếng Việt Nam dịch cũng 3-4 chữ. Even the term meekness from the original context when it is translated into Vietnamese is being used in at least 3 or 4 terms. Cho nên một trong những cách chúng ta hiểu được là chúng ta sẽ tìm những cái chữ mà nó cặp với cái chữ này để định được một phần nào cái ý nghĩa của chữ nhu mì này. So one of the ways for us to understand the term meekness is to find terms that correlate or that go along with it so that we can define it in a broader spectrum. Cái chữ mà nó đi song song và gần như không thể loại bỏ được với cái chữ nhu mì này là cái chữ bình dân. One of the terms that goes along with the term meekness that cannot be excluded is lowliness. Cái người bình dân là con người biết phận của mình, biết cái chỗ của mình và không nghĩ mình tôn trọng hơn người khác. A person who is lowly in heart is a person who does not regard himself as more important than other people. Không coi mình như là quá sức của mình đáng phải có, đáng là như vậy. He doesn't conceive himself of being something that he's not made of. That is not true of him. Cho nên nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị dễ với tôi ở trong Matthew đoạn 11 câu 29. So if you have your Bible, please turn with me to Matthew chapter 11 verse 29. Ở đây là câu Chúa nói rằng ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Here our Lord said, I am gentle and humble in heart. Cho nên muốn nhu mì phải có khiêm nhường. So in order to be meek, to be humble, you need to have in order to be gentle, you need to be humble. Khiêm nhường là một ý thức và cái định nghĩa được cái phần cái chức vị của mình. To be humble is a state of recognition and understanding where you belong. Hay là quý vị dễ với tôi xem ở trong Ephesians đoạn 4. Or you can turn with me to the book of Ephesians chapter 4. Câu 20 và câu 21. Verses 20. Xin lỗi câu 1 câu 2. Verse 1 and 2. Đoạn 4 câu 1 câu 2 như này: vậy tôi là kẻ tù của Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a worthy life of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Thành ra cái chữ mà Thánh dịch là mềm mại đến cùng độ, đến điều. So here the term being used in the Bible, completely, totally gentle. Cho nên cái người nhu mì là cái người bình dân, cái người biết cái phận của mình, không thổi phồng mình lên, không đưa mình cao quá đáng và đến cái chỗ, cái cấp bậc của mình. So a person who is meek is a person who is lowly in his heart and does not inflate his position beyond what he is made of.
cái chữ tiếp theo mà nó đi song song và nó cần không thể tách rời ra cái khỏi cái chữ nhu mì này đó là cái chữ êm dịu, cái chữ nhẹ nhàng, ngọt ngào như trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu 1. Another term that goes along with the term meekness can be found in 2 Corinthians chapter 10 verse 1. Trong câu thứ nhì đoạn 10 câu 1 Phao-lô viết như thế này: Tôi là Phao-lô bởi sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ. Hear what Paul said: By the meekness and gentleness of Christ, I appeal to you. Cái sự nhân từ, cái sự mềm mại, cái sự nhã nhặn, tử tế, tất cả những cái đó nó phải đi với cái khiêm nhường. The gentleness, the kindness, and all those qualities have to accompany, have to go along with meekness. Hay là quý vị dễ với tôi ở trong sách Tít đoạn 3 câu 2 chẳng hạn. Or you can turn with me to the book of Titus chapter 3 verse 2. Nói rằng chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh hay dông thứ, hãy dông thứ đối với mọi người phải tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Slander no one, but to be peacefully and considerate and to show true humility toward all men. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đức tính nhu mì mà Chúa nói ở đây đó nó phải đi với cái bình dân, với khiêm nhường. Cái đức tính nhu mì đó nó không thể tách rời khỏi cái nhẹ nhàng, khỏi cái nhẫn tử tế, cái lòng mềm mại. So the trait, the characteristic of meekness which we are learning here must accompany, must go along with gentleness and kindness and humbleness. It cannot be excluded from those qualities. Và một cách khác nữa mà chúng ta có thể hiểu được cái quan niệm về sự khiêm nhường này bằng cách chúng ta sẽ xem cái không phải là khiêm nhường thế nào ở trong Gia Cơ đoạn 1. On the opposite side, we can contrast the trait or the characteristics of meekness with things that are not. Gia Cơ đoạn 1 câu 20 câu 21. In James chapter 1 verses 20 and 21. Nói rằng vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn. Câu trên nói rằng vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Của người khiêm nhường không thể nào nóng giận theo cái cơn giận của loài người được. Verse 21, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. But the previous verse said, for a man's anger does not bring about the righteousness of the Lord. Cho nên muốn hiểu sự nhu mì này, chúng ta phải dỡ cái chữ đi song song, cái chữ cặp với cái chữ nhu mì này là sự bình dân, là cái chỗ khiêm nhường hạ mình. So in order to understand the trait of meekness, we need to look into other qualities such as being gentle, being lowly in heart, kind and so forth. Và cái ngược lại là nếu con người sống trong giận dữ, trong bực tức, không thể nào là người khó có thể là ban được cái đức tính chu toàn, được cái đức tính khiêm nhường nhu mì này. But on the contrary, a person who lives in anger, that person cannot accomplish this trait of being meek before the Lord. Cho nên chúng ta thấy được, chúng ta có thể hiểu được cái điều này bằng cách trở lại trong cái bối cảnh của cái chữ mà dùng ở trong Cựu Ước. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên thứ 37. We can understand this verb, this term better when we go into the background in the Old Testament in Psalms 37. Ở trong Thi Thiên 37 câu 11 chúng ta có được cái câu, cái ý lời hứa mà Chúa lặp lại đây: song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về sự bình yên dư dật. In Psalm 37 verse 11, this is a promise for us, but the meek will inherit the land and enjoy great peace. Cái người khiêm nhu là cái người thấy xa. A meek person is a person who sees far beyond his immediate circumstances. Người đó là người biết yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. That's a person who is silent and waiting on the Lord. Người đó không phiền lòng vì cái ác được may mắn trong con đường của mình trong câu thứ 7. That's a person who is not disturbed because of the success of the wickedness. Người đó là người dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. That's a person who refrain from anger and turn away from wrath. Cái lý do là người đó thấy được xa, người đó thấy rằng những cái đó nó chỉ là cạn cực, nó chỉ tạm bợ mà thôi. Because the reason being he sees things far beyond his immediate circumstances. Things that happen in front of him are just temporary, are just very shallow. Và người đó thấy được con đường của những người ác nó sẽ chấm dứt. And he foresees the end of the path of the wicked.
Cho nên cái người ở đây, cái người khiêm nhường mà Kinh Thánh nói rằng họ sẽ hưởng được đất đó, là cái người đã bước đi và có một thái độ khác với thái độ của người ác. So here, when the Bible talks of a person who is meek, is a person who walks after the, in the Lord, and he's different from those who are wicked. Câu số 16 nói rằng của người công bình tuy ít nhưng mà còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. In verse 16, better the little that the righteous have than the wealth of the wicked. Câu 13 nói rằng Đức Giê-hô-va biết số ngày của kẻ trọn vẹn và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. And in verse 13, the Lord knows the days of the the complete of the perfect, and his days are numbered. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà Kinh Thánh gọi là khiêm nhường đó, là cái người nhu mì khiêm nhu đó, là cái người biết được, cái người có thể hiểu được cái nguyên tắc của Á Đông mình đó, là lấy cái nhu để thắng cái cường. So a person who is meek is a person who understands the philosophy or the principle of our oriental culture, using softness to overcome to conquer hardness or hardiness. Và có nhiều người không hiểu được, hiểu lầm những người tưởng là những người khiêm nhu là những người hàng nhát. And some people may misunderstand and thought those people who are meek are people who are coward. Những người tử vì đạo không phải là những người hàng nhát. Martyrs who died for the faith, they were not coward. Những người đã chết, cái chết của những người sống cho Chúa, cho những người tử vì đạo đó không hàng nhát thế nào hết. They died for a purpose. They died for their Lord. And they were not at all coward. Những người đã trả một giá rất đắt để bảo vệ niềm tin của họ ở dưới những chủ nghĩa, dưới những chế độ nghiêm khắc của vô thần chẳng hạn. They paid a price, a tremendous price, to defend the faith in the face of atheism. Mấy người đó không phải là những người hàng nhát. They are not coward. Những người có thể điều khiển mình, có thể giữ mình để không nóng giận, không bốc đồng như những người khác, không phải là những người hèn yếu. Those who can control themselves not to be angered, not to be upset about things that happen around them. They are not cowards. Đó là lý do mà Chúa nói rằng phước cho những kẻ khiêm nhu. That's why the Bible tells us, blessed are those who are meek. Vì họ sẽ hưởng được đất. Because they will inherit the land. Trong Thi Thiên đoạn 37 đó, trong Thi Thiên thứ 37 đó thì nói rằng những người đó, cái cơ nghiệp và cái phần, cái dòng họ của họ sẽ còn tiếp diễn. In Psalm 37, the promise for those people who are meek is that their generations to come will last forever, for a long time. Ở bên ngoài người ta nói rằng mình phải dùng sức mạnh để mình chinh phục đất đai, mình làm chủ bá chủ mình mới được đất. Outside of the church, outside of the concept of Christianity, people say they have to conquer, they have to overcome with strength, with might, in order to grasp land. Cái quan điểm của người hùng ở bên ngoài đó, cái người hùng là cái người bạo động, cái người dùng thế lực, vũ lực để đàn áp kẻ khác. The concept of a hero outside of Christianity is the concept of a person who is violent, who is using force in order to obtain what he wants. Ở đây Chúa nói rằng những người nhu mì sẽ hưởng được đất. But here the Bible tells us, those who are meek will inherit the land. Đây là lời hứa của cái điều răn thứ năm. This is the promise in the fifth commandment. Chúa nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ con để con được sống lâu trên đất. Our God told us, honor your parents so that you may live long in the land that the Lord has given you. Thế có nghĩa là mình vẫn tiếp tục cuộc sống của mình từ cha mẹ, qua con cái, qua dòng này, qua đời nọ, và chúng ta tiếp tục làm chủ được, hưởng được đất đó. That means there is a continuation from your forefathers, your parents to you, and your children, your descendants to come. We are always in that process of inheriting and being controlled, owning the land and prosperity. Một dòng họ mà con cái bất hiếu, chúng ta sẽ thấy là nó mâu thuẫn đi ngược lại đường lối của cha, và đó là cái chỗ được đổ vỡ. If there is a family, if there is a generation whose children are unfaithful, show no filial piety to their forefathers or to their children, that is a disaster. Trong nguyên văn của tiếng Hy Lạp, của tiếng Hebrew, Hebrew đó, về trong Thi Thiên thứ 37 đó, cái người nhu mì là cái người, theo nguyên văn đó, cái gốc của nó là cái người đó để cho mình được uống nén, được molded. In the original context of the Hebrew language, in Psalm 37, a meek person
is a person who is willing to be tamed, to be shaped, to be molded, to be trained. Thành ra cái người khiêm nhường là cái người để lòng của mình, để cuộc đời của mình cho Chúa uốn nắn và Chúa nuông đốc mình, uốn mình để trở thành như cái mẫu mà Chúa muốn. So a meek person is a person who is willing to let God take control of his life and mold it and shape it accordingly. Quý vị dễ kinh thánh với tôi ở trong Thi Thiên thứ 25 câu thứ 9. Please turn with me to Psalm 25 verse 9. Ở đây có lời hứa rằng Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. And here's also another promise. He guides the humble in what is right and teaches them his way. Thành ra tấm lòng của một cái người nhu mì là cái người đó có tấm lòng chịu nghe, chịu dạy và chịu hướng dẫn bởi Chúa. So the heart of a person who is meek is that of a person who's willing to listen, who's willing to accept instruction and guidance. Đó là lý do mà Chúa nói những người như vậy sẽ được hưởng đất. And that's why the Bible tells us those people will inherit the land. Vì họ sẽ được Chúa nuôi dạy và Chúa uốn nắn họ. Because they will be guided, instructed by God and molded by him. Và Chúa hướng dẫn đời sống của họ. And God will guide their life. Bây giờ chúng ta đặt ra nếu như vậy làm thế nào để chúng ta trở thành nhu mì khiêm nhường được? Now the question for us is how for us to become meek and gentle. Cái bí quyết chúng ta xem ở trong Galati. We can find that secret in the book of Galatians. Ở trong Galati có nói về những cái trái của Đức Thánh Linh. In the book of Galatians, we can find the fruit of the Holy Spirit. Và cái trái của Đức Thánh Linh biểu hiện ở trong cái đức tính khiêm nhu này. And the fruit of the Holy Spirit is exemplified in this trait of gentleness. Cho nên chúng ta xem ở trong Galati. Let's take a look in the book of Galatians. Galati đoạn thứ 5, chapter 5, câu 22. Verse 22. Nhưng trái của Thánh Linh là lòng yêu thương. But the fruit of the Holy Spirit is love. Là sự vui mừng. Joy. Là bình an. Peace. Nhịn nhục. Patience. Nhân từ. Kindness. Hiền lành. Goodness. Trung tín. Faithfulness. Mềm mại. Gentleness. Đây là cái chữ mà Chúa nói. This is the term being used in the Bible. Thành ra trong cái thánh tiếng Việt có nhiều chữ để dịch cái chữ pros này. So in the Vietnamese translation, there are many terms that can be used interchangeably for this original term. Nhưng cái điểm tôi muốn nói rằng cái lòng khiêm nhu là một đức tính mà là ân tứ Chúa ban cho mình. The point I want to bring to you is this: gentleness or meekness is a gift from God. Cái ân tứ này là cái kết quả khi mình để cuộc đời của mình tùy thuộc trọn vẹn vào Đức Thánh Linh. This gift is the result of our life when we surrender it totally to God. Cái ân tứ này là điều mà Chúa ban cho mình khi mình biết rằng mình nghèo khó trong cuộc đời này, mình muốn cái đức tính này mà mình không thể có được. This is a gift from God when we recognize that we are poor in spirit. We want to have this trait, this và gift when we cannot have. Cái ân tứ này là điều mà mình biết rằng mình nghèo khó, mình thiếu thốn vấn đề này và mình không có được, cho nên mình than khóc, mình than vãn, mình làm thế nào mình có cho được. And because we know that we are poor in spirit, we cannot obtain, we cannot acquire this trait. That's why we mourn for our situation. Bởi vì cái đó mình đến trước mặt Chúa để xin Chúa dùng Thánh Linh của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài uốn nén cuộc đời của mình. And then we come before the Lord and ask him through his Holy Spirit to mold our life. Để xin Chúa cho mình có sự đồng nhất đối với Chúa cũng như đối với mọi người để mình trung kiên. Khi mình là người xấu thì mình nói mình xấu, mình chấp nhận như vậy. So that we may be consistent with the Lord's teaching and we be strong and courageous to accept who we are for what we are. Và vì cái mình thiếu thốn như vậy, mình để Đức Thánh Linh làm việc trong cuộc đời của mình, bông trái đó sẽ sinh ra trong mình cái đức tính nhu mình khiêm nhu này. And when we let God work in us, then the fruit of the Holy Spirit will produce this kind of trait. Và cái giá trị mà tôi thấy quan trọng hơn cả trong cái lời hứa này. And the value that I see which is of most importance in this promise. Là mình sẽ được đấng ban cho cái bài giảng này. Is that the person, the very one who gave us this sermon on the mount? Và đấng đó nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường. The person, the very one who said, I am meek and gentle in heart. Các con có muốn cùng mang cái ách với ta hay không? Do you want to bear the yoke with me? Người Do Thái hồi xưa họ dùng cái ách đôi đó, cái là một cái ách và có hai cái lỗ. The people of
Israel in the old time they used a yoke that has two openings to. Đây là cách mà người ta huấn luyện cho một con vật thú vật mới bắt đầu lớn lên để đi vào trong khuôn phép để có thể cài bừa. This is the way they used to train a new animal in order to become tame for service. Cho nên bên cái ách một lỗ của ách bên kia người ta để vào một con thú có khả có kinh nghiệm và dặn giỏi trong vấn đề cài bừa. And one side of the yoke they hook an animal, an ox, for example, who has been trained and experienced. Và song song với cái con thú đó, một con thú mới người ta bỏ vào để mang cái ách nó vào. And in parallel to that experienced animal or ox, they put a new animal. Rồi cái người chủ đó hướng dẫn để tập cho con thú mới này đi vào trong cái nếp làm việc mang ách. And the owner will guide the new ox or the new animal to follow the old one so that he will learn how to be of service. Và đây là hình ảnh mà Chúa dùng để dạy cho chúng ta. And this is the picture, the analogy that God is using to allude to us. Chúa đặt chúng ta vấn đề, con có muốn nhu mì khiêm nhường như ta hay không? The question here is, are you willing to become meek and humble like I am? Con có muốn mang ách cùng với ta hay không? Are you willing to bear the yoke with me? Con muốn đi với ta bước từng bước một hay không? Are you willing to walk with me step by step? Con có mang tinh thần như của ta hay không? Do you want to have the kind of attitude and spirit that is in me? Và đó là lý do mà Chúa gọi rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. And that's why our Lord is calling unto us those who are heavy laden. Hãy đến cùng ta vì áp ta nhẹ. Come unto me because my yoke